Má sợ tao, tao biết chơi á. Cẩn thận á, có rune invi á. Nó lên rune top nàng rồi. Mày cứ farm bình thường thôi. Mày phải lấy chiêu E á. À đi mid cái gì sai sai ấy. Mày đánh nó cái răng mày sao mà. À nhảy level 6 mà. Con Storm level 6 A nhảy lên cây đó. Ê! Lại tìm theo chắc stun ngay kìa. Oh god. Đánh đập vô mặt hả? Sao? Hay khóc nha. Đi. À đây hay nha. Khóc đi mày. Hay khóc lên đừng ngại ngôn khóc đi mày. Đúng đấy, đấy mới là A à, đúng rồi. Cái gì nữa khóc nữa hả? Mẹ làm tính vậy chứ. Từ từ, tao phải ăn grip nữa chứ, tao phải cân bằng giữa hai việc farm và gank, ok. Mày cứ lên mày lao lên mày đấm nó. Mày hết máu mày dậm nó, cái stun mày cũng quá trời điểm rồi. Thời. Anh ơi lên gửi nó về luôn anh. À. Đó gửi nó về anh. Kìa. Đánh nó. Trời ơi. Tao chụp đầu rồi quá cùng. Đầu quá. Mày nhảy đi, chạy đâu? Tao nhảy lên cây đâu. Nhảy lên, chưa nhảy lên. Tao cắn cây mày nè, địt mẹ, địt mẹ. Hay lắm, hay lắm. Well played. Ủa mày ơi, sao tao cắn được cây với mày? Blasting in the world. Tao búp cho mày, quên mất mẹ. Đưa cây lại đây. Blasting in the world. Đưa cây cho tao. Đi vô nó cạn luôn tao luôn chứ. Đi hết tao hứa rồi, không còn gì nữa cả. Cắn xì xà rồi, giết nó. Ở lại chết rồi. Sao mày chết hoài ha? Mày có thể làm sao mà mày sống lâu lâu được không? Năm chấm dầu, năm chấm dầu. Mày chơi bay nữa đi. Hồi chết mẹ luôn. Bay nữa đi, nó chết rồi, nó chết trước. Ê mày. Nè, chết nè. Rất hết mà. Chiêu 1 rồi, vỗ phát là chết rồi. Tên sao? Chỉ coi. Chỗ của Storm. Chỉ số farm prep nào. Norman farm free nha. Không ai quan tâm Norman của robot rồi. Trời con nít nó làm gì tao mày. Trời ơi tao mà ngu như mày còn gì để nói nữa, thề. Mày đánh đi. Anh gửi về, anh có gửi về này. Anh gửi gì? Anh gửi có xe. Gửi săn đôi luôn. What the fuck. Có làm em không? Tao này. Mặt cứt. Ấy, ở đây đấy. Bắt trader. Phải có một bắt trader. Bắt trader mày cầm tay lè. Bắt trader. Bơ mình tao mày. Nó mình đang farm. Không bắt trader thôi. Nó mình cứ để nó mình farm. Thì hết sướng rồi, hết farm rồi. Em phải rồi, em phải 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 rồi. Đánh nó cho nó né mày. Đánh nó đi. Bực ghê. Ờ. Đập tuôn cái. Các ông nghĩ các ông biết được kỹ năng
À, không hiểu luôn á. Anh cover thằng kia, cho thằng A ở đây em cover cho. Mày cứ đứng farm thôi, không cần giết nó đâu. Tao tuôn trúng giết thì không thôi. Mày cứ phải... mày gõ gõ nó mấy cái, mày lên stick đi chứ lại cái red drop đi. Má mày có ulti nữa chắc tao nghĩ qua. Má vậy, đéo giết được rồi. Tao ăn luôn nha. Thật là khó hiểu. Mày tăng nhảy cây đi cho nó nhanh. Cây đi lâu rồi. Full boss kìa. Không có mà. Thôi tao đéo gì tao. Thôi nó dí à. Tao quá nhảy đến đây. Phải trụ bắn xe hơn là đam yếu. Tuổi con lá cho nó mình đâu được. Được, không thể coi thường nó mình. Anh sẽ tóm hết mẹ anh em rồi, mày đi farm đi nha. Phế phải đái chạy vòng vòng. Ơi cuốn bát kìa. Bay lửa này. Rồi gì bát. Bát chết đâu, bát không đủ đam giết bát đâu. Không chói luôn rồi được rồi. Đi. Sao á sầu chói làm đi tao có gì á. Ý là mày đừng có chạy, mày quay lại mày chói á. Cái gì cũng lý do. Sao đứng đó kìa. Con tít nó mới xuống, ok. Ê chơi boss đâu. Chơi boss này nè. TV đi, về TV đi. Tôi gửi lại nhá. Đấm chết rồi, không cần gửi lại. Trời ơi. Nó mặt mũi hay không? Nó mình hay nhá, bao hay nhá. Dạ. Đấy, bố TV hay không? Bố phụ họa. Ôi, sao mày nhiều tiền vậy? Má mày có thể tăng cái cây không à? Có thể đúng không? Má mày... Nó không phải thấy mày nó mới dám cứa chứ đâu, phải nó rảnh mana mà nó cứa đâu. Mày thể thông minh hơn được mà. Anh có combo ấy, anh có combo ấy. À, nó săn rồi. Ôi. Đủ đam. Tới bỏ đi. Sao? Oh my god. God, you changed me. Why? Why? Tao kỳ quá. Rồi. Ok, phải. Nó mòn ơi. Chạy được, không chết đâu. Ôi, của bắn tên. Nó không dám đâu, để dám là bắn tên để hù nó thôi. Mày dám nha. Kiểu bắn tên nó đoán kiểu. Đánh nó mày, bắn tên trúng rồi tao hay luôn nè. Này, hay mày lo farm cho nó đỡ thọt thổ thì mày đừng có khùng khùng mày chạy vòng vòng. Sao trên top nhìn kinh quá vậy? Bắt tao chạy một vòng. Tự nhiên mày mang tele vô mà mày tele xuống nó đai trụ hay tele. Còn con mày cứ farm đi, tụi nó đi găng mà, cho mẹ nó. Ok đúng rồi. Trần Bảo Dân chưa mua mà bạn. Trần Bảo Dân bạn mua mà bị lỗi đúng không? Nó dám. Đúng, thấy không? Dằn mặt nó liền. Chắc cho nó trụ cái farm dễ. Kệ bỏ trụ đi. Ở đây được rồi. They can't stop me. Nó bay vô gặp nó. Cầu ti nha anh, cầu ti nha. Dạ bay, tao cứ tay dạ bay. Bay tao tuôn vỡ mồm. Thích không? Thích bay không? Kéo không? Kéo không? Kéo anh ơi, kéo anh ơi. Thôi à râu kìa. Oh, no no. Get back, get back. Không quỷ quá, get back. Cố lên. Bao hay nha. Rồi hết. Tụi bay hay lắm, tụi bay giết tao, mày hay lắm, tụi bay hay lắm. Ờ mày
Mày ông nội. Ok, ok, ok. Time for comeback. Time for comeback. Okay, mày nhảy cây là xong rồi ha. Thôi về về. Nhảy cây cooldown như Blink nhé. Tăng chết rồi. Không quên nữa, bây giờ cái chiêu tool, tool được rip ASEAN không? Chả biết nữa, như được. Giờ đâu chống phép nữa đâu. Cái đó sao mày không ulti, mày ulti ra. Mày ngậm đắng nút cây mày ulti mẹ cái đi. Đâu có đó không đánh không? Có trúng thằng bằng L kìa. Tây anh ơi. Một tí đâu ra 15 tí nữa. Đấm đam tay nó chết rồi. Cần lắm một pha đu dây của A. Cần lắm một pha đánh khôn hơn của A. Ê gửi về được rồi, gửi về được rồi. Cài lên. Má sao giống giống tao chết của mày. Ok đập đi A. Mày đập chết mẹ. Oh my god, quẩy lên, rồi đam chết rồi. Đúng rồi, hay quá. Quả bom xăng là hơi hơi ít hay tí. Ê, đây 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 này đây này đây này. Chết bợ. Hay nha, mua đít nữa. Thằng này ớt xăng mua ờ. Cờ đét mana, bơm xì xa. Ui mẹ. Mana sao gửi lại đây? Cần thêm cái nào nữa. Chết mẹ thôi về. Về đây. Dạ bé ơi đừng có chay. Mày mày nhớ cho hết mana rồi. Tôm xoay quá giết tao nè. Nhớ game trước không? Nhờ chay á. Đó, mày chay thấy chưa? Nhảy cây đi. Rồi tập bờ ra. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Nói chung là mày cứ luyện đi. Hay lắm. Má mờ mờ ngon mà. Cái gì giờ? Đô ghê không? Không ghê không? Ê, mờ bị khóa chiêu à? Còn bị khóa chiêu á luôn. Đánh từ từ đi. Nick kìa đánh láo rồi. Chơi đúng không? Ơi, xài lại gà, xài lại gà bát. Ủa, má tao tưởng lấy rồi chứ. Hay lắm, tìm đánh hay đó. À, mày có muốn tao stun cho không? Lên top boost nè. À, ê, ê, mày có bờ lên không? Mày kéo xong mày giữ nguy, y nguy gì? Tao mà nè, tao có mà nè. Mana đây, mana đây. Kéo nha. Ờ, kéo đi, kéo đi. Có gửi về đây, có gửi về đây. Gửi đây, gửi đây, đó. Ôi dồi ôi. Là... Thôi, hấp diêm nó vừa thôi. Má dục tịch rồi, kêu kìa. Bút tót, bút tót, bút tót, tao có Senji luôn. Đâu luôn rồi, má nó ra nhanh quá mày. Senji đây nè, Senji nè. Thằng liền chu nó ra liền, giờ tao không đủ mana chơi. Không đủ thì mày bay lửa thôi, mày không cần làm gì nhiều á, đánh đi. Tao có ulti, nói chung tao có ulti nữa, tao đánh thoải mái. Ult đầy đủ mà, chết được thằng lick này. Cần lắm pha nhảy ra kìa. Phải ra nhảy cây lộ rồi là. Trời ơi, té được rồi A. Đúng rồi. Má, tìm bỡ đi cái cửa chắc tao cười tới mai luôn. Đừng nói, mày phải nhảy một cắt. Ok, có ulti 4 giây nữa, come on A. Ô, hay. Top lên kìa. Về té hết. Giống chết quá. Thôi về.
hai mạng lắm ha. Ừ, nó phân tích hết mày được. Trước ra về 5 giây về. Ô, bay, anh bay nha, anh bay. Thôi, anh ảnh ghê thiệt. Được quá. Anh rất thích đi, tôi mình phải chết. Ok. Bảo ti này. Cái phò ti vai vậy. Không có xong đâu, tại đi. Ok, tôi. Đó, đó cái nát kìa. Chói luôn. Đó, giết nó. Chói kiểu vậy. Chí con mèo. Rồi. Lick, 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 lick. Chết từng thằng. Ê, coi gì chết hả? Chết rồi. Một mắt thôi. Cô sao bỏ qua đi. Thôi anh, nè, anh thử có trẻ. Ôi, căng quá bay ơi. Hồi nông mình nãy giờ mất xác luôn. Sao lên được AC rồi? Lên bố xét. Bây giờ đánh nhau ngon này. Ai không? Tom gì quá. I journey for.